Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn custom logo của Emblem Hello Real với các bạn nhé. Ok, let's go. Việc đầu tiên là các bạn cần một cái logo đúng không? Thì mình đã có sẵn cái logo và các bạn sau đó các bạn mở vào Photoshop hoặc là phần mềm công cụ đi chỉnh ảnh nào đó mà các bạn biết. Và ở đây mình có sẵn một cái view này, đây là cái view logo của mình nha. Thì mình lưu nó với size là 512 nhân 512. Đây, càng nhỏ càng tốt cho các bạn, miễn là các bạn vẫn thấy rõ được cái chất lượng hình ảnh của nó. Và nếu mà các bạn không biết cách mà điều chỉnh ảnh ở trong Photoshop mà nó giảm cái kích thước đi nhưng mà chất lượng không giảm nhiều á, thì các bạn vào đây các bạn chọn image size nè. Đó, thì các bạn chọn cái layer các bạn đã muốn, thì các bạn chọn 512 512 và các bạn chọn cái wrapper này là nó sẽ nét lại, nó sẽ giữ cái độ nét của cái logo các bạn lại nha, nó không bị bỏ nhiều ha. Ok, và sau đó mình sẽ save Ctrl Alt Shift S đó, và nó sẽ hiện ra cái bảng này, hoặc là các bạn có thể ấn vào đây File Export Save for Web. Thì ở đây khi mà các bạn điều chỉnh á, thì các bạn chỉnh cái mục mà preset này ở dưới đây, nó có phần JPEG, thì các bạn đổi nó qua PNG đó, nó sẽ xóa cái nền đi và các bạn save nó. Ví dụ mình đây mình có view logo, mình đổi thành view logo 1 đi nha, để cho nó khác một xíu ha, một đi đó, rồi mình save. Rồi ok, rồi mình giờ mình tắt nó, mình không lưu nha. Rồi bây giờ các bạn đây mình bỏ sẵn đây, mình tìm cái thư mục đây, view logo 1 đúng không? Xong rồi các bạn vào cái trang web này giúp mình đây, GD Pixel đó, thì các bạn đăng ký nha. Ở rồi tên hay là user các bạn gì đó thì mình đã đăng ký rồi nên là mình sẽ đăng nhập vào. Ok, sau khi mà các bạn đăng nhập vào á thì nó sẽ có một cái phần đó là Add Emblem ở đây. Đây, ví dụ mình ra một cái trang nhất đi đó, thì nó sẽ có cái phần Emblem Gallery này đó, các bạn ấn vào. Rồi ở đây nó sẽ có nhiều cái cho các bạn tải nha, nếu các bạn thích ha. Và các bạn muốn tạo riêng của mình thì các bạn create your own emblem, cái gì đó. Rồi ở đây các bạn choose cái file đây, view logo 1 và mình ấn open đó, thì tiêu đề mình đặt là gì, logo như vậy đó, tag để search là gì, GTA glitch đặt tên của mình glitch GTA. Rồi copyright gọi không quan tâm, background không luôn, fading không, public public luôn, auto sum luôn, I have permission your own đó, cái này là của mình nên là mình có quyền ha. Ok, background tile là no background nha, là nó sẽ cái màu trắng này nó sẽ vô hình nha các bạn, nó không có. Rồi submit applet, mình đợi một xíu nó sẽ load đó, thì nó sẽ load ra đây nha các bạn. Rồi đợi một xíu nữa để cho nó xong, khi nào mà nó hiện lên giống như vậy nè, đó nó hiện lên nè là các bạn có thể tải, thì mình tải nè. Đó rồi mình để ở ngoài desktop, rồi sau đó các bạn mở lên thì ở đây nó sẽ cho các bạn là một cái console nha các bạn đó, và những cái hình ảnh nè, và đây có một cái console. Cái console này để làm gì thì tí nữa mình sẽ chỉ luôn. Ok, thì hiện tại mình có chút vấn đề với nó, thì mình sẽ mở nó với Notepad cộng cộng nha các bạn. Thì nếu các bạn cần cái phần mềm này thì mình để link ở dưới phần description nha. Mình mở cái này nó sẽ nhanh hơn. Rồi, ở đây nó sẽ cho các bạn một dãy code luôn, nó rất là dài các bạn. Mình ở đây, các bạn copy nó. Và các bạn vào social club của các bạn, các bạn vào view của các bạn, và các bạn tạo một cái emblem mới này đó, và ở đây đợi xong các bạn ấn vào, các bạn ấn inspect đó, và các bạn vào phần console, các bạn paste code nó vào đây đó. Ok giờ đó xong rồi, các bạn tìm cái code này giúp mình ở trong đây, mình có tải nó đây, khi mình đăng video lên thì cái này nó sẽ nằm ở trên đây nha các bạn. Và mình đã lấy cái code này đây đó, mình copy hết rồi qua đây, mình quét từ cái chỗ này nè,
Các bạn thấy cái khoa không? Đó. Xuống đây, các bạn paste vào. Rồi, các bạn ấn Enter. Đó, các bạn thấy cái view logo của mình đang hiện lên không các bạn? Nó hiện hơi lâu tại vì kế hoạch của mình nó hơi nhiều chứ. Đó, rồi. Tiếp theo, các bạn làm gì? Các bạn ấn Save. Đó là nó sẽ nằm ở đây nha các bạn, và các bạn click nó để các bạn có thể đổi logo preview của các bạn. Bây giờ mình click nó lên đây. Đó, thì mình click lên. Thì bây giờ preview của mình đã có cái logo này nha bạn. Bây giờ mình quay lại nha. Đây. Đây là cái logo mới nhất nè, là 13 giây trước nè, là mình mới đăng nè. Đó, và bây giờ mình vào game thôi các bạn. Ok, và nếu bạn nào thích cái view logo của mình thì các bạn có thể chọn đọc view của mình, link ở dưới phần description nha các bạn. Và khi các bạn vào game á, thì các bạn phải làm cái này đầu tiên giúp mình là các bạn phải ấn nút home. Đó, thì nó sẽ đưa các bạn vào cái trang này. Và các bạn vào social. Và các bạn vào my view. Thì ở đây nó sẽ có cái mục, ví dụ như view của các bạn ở đây đi đúng không, thì nó là đầu tiên là chắc chắn rồi. Nhưng khi các bạn có 2-3 view gì đó thì ở đây nó sẽ có cái chữ này Make Active View, là các bạn chọn cái view này là view active, thì cái logo view của các bạn là sẽ là cái này. Đó, thì mình Active View của mình đây là mình sẽ có cái áo view là như thế này nha các bạn. Đó, và để các bạn lấy cái logo view ở trên áo thì các bạn look around, it's pretty self-explanatory. Vào một cái shop bất kỳ và các bạn chọn cái áo bất kỳ, áo sơ mi hoặc là áo giáp nha các bạn. Thì các bạn vào cái phục phần dưới đây, nó sẽ có view emblem. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn chọn ba loại là nhiều nhất. Cái logo bên ngực trái nhỏ, logo ngoài trước lớn và logo ngoài sau lưng. Đó. Thì nó sẽ cho các bạn chọn ba cái này ha. Ok. Và khi các bạn muốn gắn cái logo view của các bạn lên xe của các bạn á, thì các bạn vào phần view spray và view emblem. Đây, nó sẽ gắn logo lên. Thì với cái màu sơn của mình á, thì hiện tại thì nó không hợp lắm, thì mình sẽ đổi thành màu khác, chẳng hạn màu đen chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ hiện cái logo mình rõ hơn ha. Ok. Ok, và video của mình đã kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn, bye bye, chúc mọi người thành công nha. Peace.